Xin chào mọi người, hôm nay nhà cụ Trần Liêm hướng dẫn cách sử dụng cơ bản dòng đàn Yamaha BRLW425. Đây là phân khúc dành cho các bạn nhỏ, những người chơi giải trí, vừa có thể là chơi organ vừa chơi piano luôn. Đàn có band để chúng ta luyến lá dân ca, có cổng USB để kết nối dữ liệu vào. Thì cái đàn này được cài tối đa là 10 style vào nha. Thì Trần Liêm, khách hàng mua bên Trần Liêm sẽ được cài miễn phí. Rồi, đây là nút nguồn, khi mọi người mở nút nguồn lên thì nó sẽ khởi động lên. Và đây là cái nút master volume, là nút volume tổng. Rồi, khi mà khởi động đàn lên thì mặc định 76 của cái 76 phím của cây đàn á là tiếng piano hết. Đó, mọi người có thể là luyện ngón, hoặc các bạn nhỏ luyện ngón muốn mở máy gõ nhịp thì bấm metronome cái coi nhịp. Đó là metronome, máy gõ nhịp để luyện nhịp. Sau khi mà luyện ngón xong rồi thì chúng ta sẽ chọn một cái điệu để chơi, chọn một tiếng để chơi. Rồi, điệu là gì? Điệu là chữ style ở đây. Đây, bấm vô chữ style. Thì chữ style ở dưới nó là có những cái chấm nguyên chấm 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 chấm. Thì chữ bóp nó cũng chấm chấm, rock cũng chấm chấm, ballad cũng chấm chấm. Đó là những nhóm điệu. Chúng ta bấm vô đây. Thì cây LW425 này nó có trang bị một cái bánh xe để chúng ta xây lựa chọn dữ liệu rất là nhanh. Đó, lựa chọn ào ào luôn. Ví dụ như mọi người thích chọn 68 slow rock thì chọn tới đó. Sau khi chọn được điệu rồi, chúng ta sẽ chỉnh tempo. Tempo là nằm ở vị trí này, có chữ tempo. Tempo là độ nhanh chậm của một cái nhịp điệu. Bấm tempo, chúng ta sẽ xây bánh xe. Thì thông số ở trên màn hình, thường là slow rock thì tầm khoảng 65 là được nha. Rồi, 65. Sau khi chọn được một cái điệu rồi, chúng ta sẽ chọn tiếng. Thì tiếng thì chúng ta phải bấm qua chữ void. Bấm qua chữ void. Rồi, sau khi bấm qua chữ void rồi, ví dụ như chúng ta muốn chọn tiếng saxophone thì chúng ta bấm vô cái chữ woodwind, là cái họ thổi. Thì muốn thổi kèn thì bấm vô chữ woodwind. Số này là số 6. Rồi, sau khi chọn được tiếng, chọn được điệu phù hợp, chúng ta bấm Sinta. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bỏ âm xuống. Khi mà bỏ hợp âm xuống nó sẽ có hai trường hợp. Một là nó vô điệu, hai là nó bè e vậy nè. Đó, lý đó là lý do chúng ta phải mở cái nút A, C, M, B on off lên. Bấm nút này vô một cái. Rồi, bỏ lại. Đó, điệu nó lên. Rồi, tay trái thì điệm hợp âm, tay phải thì chơi nốt. Vậy là xong ha. Rất đơn giản. Chọn điệu thì bấm vô chữ style, chọn tiếng thì bấm vô chữ void, rồi bấm Sinta, bỏ âm xuống, chỉnh tempo là chỉnh ở đây. Rồi, có những chức năng nâng cao, ví dụ như chúng ta muốn chỉnh chainbot thì bấm vô chữ function. Bấm một lần cái chữ function này thì chainbot nó sẽ xuất hiện, rồi chúng ta xây bánh xe cộng 1 trừ 1 tùy ý. Enter cái cộng 1 trừ 1 nha. Đây, nó xuất hiện ra đây. Đó, để chỉnh tăng tông giảm tông thì cái này các bé mà trên khoảng học khoảng 6 tháng đến 1 năm sẽ sử dụng chức năng này để chơi, còn bình thường mới học thì không cần. Đó là chức năng chainbot. Còn những chức năng khác, ví dụ như chỉnh âm lượng. Chỉnh âm lượng thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến những cái chức năng mà nhà sản xuất nó cho sẵn thôi, chứ mà vô trong đây rồi kêu cài đặt trong đây thì nó rất là phức tạp nè. Trần Liêm hướng dẫn cho mọi người luôn. Ở trong đây nó sẽ có được một cái bảng danh sách điều khiển Light Control. Light Control là áp dụng cho nút A và nút B. Nó có ghi A và B. Đó, thì cái cột này nó tương ứng với cái nút A. Còn cái cột này mà thẳng lên đây là những chức năng của cột B. Để chúng ta chọn nó thì chúng ta bấm cái nút Assign. Ví dụ như chức năng Volume 3 lăng, đó là cân bằng giữa điệu với tiếng đó. Bấm 6 cái, 5, 6. Rồi ở đây nó sẽ ghi là Canop, Assign là 6. Đây, sức 6, chức năng này là Volume 3 lăng, là cân bằng giữa điệu với tiếng. Go. Đó, điệu nó nhỏ tiếng lớn. Chỉnh qua đây thì điệu lớn tiếng nhỏ. Đó, giúp cho người chơi rất là thuận tiện. Nó fit lại những cái lỗi như những cái dòng đàn E373 hoặc là 473. Hai dòng đàn đó thì nó sẽ không có cái chức năng volume ba lăng. Do đó mà mỗi lần làm chúng ta phải vô chữ function và chúng ta điều chỉnh trực tiếp ở trong đó thì nó rất là lâu. Do đó mà chúng ta sử dụng cái nút chức năng số 6 ở cái nút A. Thì chờ mọi người xem lại, mọi người sẽ nhớ nha. Đây, canop 6. Rồi, bấm. Nó được 7 chức năng đó. Rồi nó sẽ quay về số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trần Liêm lưu ý cái vấn đề này nhiều. Tại vì nhiều anh chị em mà bấm mới tới số 4 mà rồi chỉnh rồi nó không ăn rồi lúc đó gọi. Thì mọi người chú ý nhìn vô cái màn hình thấy số 6 là ăn rồi đó. Rồi, volume tổng. Còn những cái nút mà màu xanh đó là những cái nút hiệu ứng thêm của nó. Mọi người có thể quan tâm thì mọi người sử dụng thôi. Rồi, ví dụ như tiếng saxophone.
Cái này là hiệu ứng tăng cường. Nha, ví dụ tiếng guitar nữa nè. Voi, guitar. Cái tiếng vuốt, cái tiếng mà lên cao. Đó là hiệu ứng tăng cường của những bản chất của mỗi loại nhạc cụ thì nó sẽ có một những cái hiệu ứng khác nhau. Rồi ví dụ như bấm vô piano mà bấm này nó không lên gì là đúng nha, tại vì piano nó không có hiệu ứng như là chặn dây rồi gõ dây rồi lên cao, không có. Nhưng mà những tiếng như kèn, tiếng sáo hoặc là tiếng guitar thì nó sẽ có. Đó. Rồi, còn những cái chức năng này thì từ từ học lên sẽ biết. Trần Lâm không có hướng dẫn, nếu mà hướng dẫn thì nó sẽ rất là rối. Bây giờ quan trọng nhất của một người học là mở khởi động đàn lên, chọn được một cái điệu, chọn được một cái tiếng, chỉnh được âm lượng, rồi bấm sinh ta, rồi chơi được vào bản nhạc, vậy là ok rồi. Còn những chức năng nâng cao thì sẽ xem những cái clip, ví dụ là hướng dẫn cài băng tiếng, hoặc là coi trên trong cái quyển sách hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ có những cái chức năng này, thì mọi người nghiên cứu sau nha. Trong chuỗi một những cái video mà hướng dẫn cơ bản thì nếu chỉ nhiều quá mọi người sẽ không bao giờ tập trung, mà mọi người không bao giờ nhớ hết được luôn. Rồi đó là những chức năng cơ bản nha. Nếu như mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay Trần Liêm qua cái số điện thoại ghi trên màn hình, hoặc truy cập vào website để đặt hàng nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.